quý thính giả đang nghe truyện ngắn dâu giàu dâu nghèo của tác giả bá vinh truyện được phát trên kênh cô trinh nghe tiếng xe ô tô dừng trước nhà bà thư vội vã chạy ra cửa bế cháu nội xuống không kịp cởi áo khoác và giày dép cho cháu nội bà đã ôm hôn thằng bé tới tấp cháu cưng của bà cháu cưng của bà đi đường xa có mệt lắm không con thằng bé lắc đầu tỏ vẻ khó chịu khi bị bà nội siết chặt và hôn vào má liên tục nó đòi trèo xuống đi chơi nhưng bà thu vẫn không chịu buông cháu nội ra bà vừa nửng má vừa nói này mập đó con cha mẹ bay nuôi bay vậy mà ưng đó để cháu bà ốm thử coi biết tay bà mãi đến khi hai vợ chồng đứa con trai thứ ba là hưng và phương bước vào nhà bà thư mới buông cháu nội ra bảo nó đi ra phía sau nhà chơi với anh tí. một đứa cháu nội khác của bà là con của anh chị hai vừa bước vào nhà hưng hỏi má anh hai chị hai về rồi hả má Nghe nhắc đến anh chị hai, gương mặt rạng rỡ của bà Thư bỗng sụp xuống. Ừ, thằng Hùng nó ra giường hay vừa, còn con thà đang làm đồ ăn với bé út ở sau nhà. Hưng xoay sang nói với vợ. Anh đem ít đồ lên đốt nhang cho nội, em ra phía sau, coi phụ chị hai với bé út làm đồ cúng ngang. Bà Thư quát con trai. Cái thằng này, vợ mày mới về tới, cho nó nghỉ ngơi một chút không được hả? Bà Thư xoay qua nhìn con dâu rồi nói Kệ nó con Con cứ ngồi nghỉ Để chị hai giấy bút nó làm Có mấy món á mà cẩn chi đông người Nói xong bà nắm tay dắt Phương vào ghế Rồi dịu con dâu ngồi xuống Bà Thư nhìn con dâu một vòng rồi nói Con mặc cái váy này xinh quá Mà hình như con ốm đi hả Dạ Dạo này tại con bận quá Không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi Nên cũng xuống mấy ký đó má Phương đáp Trời ơi, chết con dâu tôi. Ráng ăn uống vô nha con. Để má rầy thằng Hưng, nó không biết chăm vợ gì hết. Dạ không sao đâu má. Con ăn uống, nghỉ ngơi nhiều một chút là lên ký nãy mà. Chứ lại con cũng sợ mập lắm. Vừa nói, Phương với lấy túi đồ đưa cho bà Thư. Con có mua cho má cái đầm nè. Má mặc vô thử xem có vừa không má. Bà Thư cười tích mắt, tay cầm lấy đồ hớn hở nói. Để má đi thử liền con. Bà Thư vào buồn mặt đầm Phương tặng phần eo hơi rộng một chút nhưng bà vẫn tắm tắt khen. Cái váy này đẹp quá còn dâu má khéo chọn thật hợp ý má lắm. Phương hỏi Con thấy hình như hơi rộng phải không má? Không, vừa dặn lắm rộng tí cho nó thoải mái con. Bà Thư quả quyết. Phương vơ lấy thêm phần quà nữa đưa cho bà Thư rồi nói Lần trước má khen son môi của con lần này về con có mua son môi cho má nè Màu này con thấy hợp với má đó Má xài thử nha Khi nào hết con mua về nữa Bà Thư Cảm ơn con Lần nào về á cũng quà cáp quá trời quá đất Bay làm tao ngại quá à. Có gì đâu má Con có dư chút đỉnh mới mua Chứ không có tiền Không biết báo hiếu ba má ra sao Phương cầm thêm một phần quà đưa cho bà Thư rồi nói Cái này là trà của ba Má cất để khi nào ba uống á Thì lấy ra pha, trà này uống thanh nhiệt dễ ngủ. Má nói bà uống nha, còn nghe anh Hương nói dạo này hình như ba mất ngủ ha má. Lớn tuổi rồi, sao ngủ ngon như mấy đứa trẻ được con? Mà ông ghiền trà lắm, để tôi má pha cho ba bay một bình uống thử coi nha. Chưa hết, Phương cầm tiền dưới vào tay bà Thương. Hai vợ chồng con về dỗ nội, không biết mua gì, nên con gửi má ít tiền mua đồ cúng, má nhận cho con vui. Bà Thương mừng rỡ, nhưng từ chối lấy lệ. Thôi, hai đứa về chơi là má vui rồi, tiền bạc gì nữa, có cất vô đi. Phương nhét thẳng vào túi bà Thư rồi nói. Má nhận cho con vui, đây là tấm lòng của hai vợ chồng con mà. Lúc này bà Thư mới không từ chối nữa. Ha, <laughs> má cảm ơn hai vợ chồng tuổi con nhiều, tuổi bay khiến má tự hào quá đi mất, má phải đi khoe với bà Năm mới được. Bà cứ đem con bà ra khoe hoài, làm má tức cái mình. Phương cười, má vui là tụi con vui rồi, Dạ con xin phép má Ra sau nhà với chị hai và bé út nha Ừ con đi đi Mà chỉ ngồi chơi thôi đó Để hai đứa nó làm nha Phương bước xuống sau nhà Thì thấy chị hai và bé út Người lặt rau Người nhổ lông gà Phương hỏi Chị hai với bé út Có gì cho em phụ không Chị hai thấy Phương thì bảo Thím ba mới về hả À thím canh giúp chị cái nồi thịt Coi chừng nó khét Bé út tiếp lời đúng rồi chị canh nồi thịt giúp tụi em đi chứ chị làm một hồi má thấy má la đó với bé út dường như việc bà thư thương và đối xử tốt với chị dâu thứ ba không có gì lạ lẫm phương đứng bên nồi thịt vừa đẩy củi vào bếp vừa hỏi chị hai dạo này khỏe không có gì mới không chị hai thà trả lời khỏe re à mà mùa màng dạo này chán quá em ạ à. không lời lớn gì bao nhiêu phương an ủi dạ Trời lúc này lúc khác Chị đừng lo quá ngang Biết đâu năm sau lại được mùa thì sao Phương hỏi bé Út Ủa Út Mình chồng sắp cưới của em không qua hả Út đáp Anh đi công tác cả tuần nay chị ạ à. Phương nói tiếp Trời ơi Vậy mà anh Hưng một hai đội về sớm nhậu với em rể Chiếc này ảnh không có bạn nhậu rồi Dạ Con gái mà Anh Hưng ảnh muốn hành em rể á Khi nào không được Út nói xong Ba chị em bật cười rôm rã Nhìn chị dâu thứ ba một vòng Bé út hỏi Dạo này em thấy chị ốm vậy chị ba Phương đáp Chị ăn ngủ không điều độ lắm Tại công việc lu bu quá em Phương nói tiếp À bé út Chị có mua nước hoa cho em Chị để ở trên nhà Lát em lên lấy nha Em cũng có mua cho chị hai cái váy Lát nữa chị hai rảnh tay Lên nhà trên mặt thử có dừa hông nghe Cảm ơn chị nhiều Lần nào chị cũng mua quà cho em thiệt ngại quá Bé út đáp Còn hai thà đùa Chị quanh năm bán lưng cho đất Bán mặt cho trời Có đi đâu đâu mà mặc váy Mà thôi Thêm bà tặng gì á Chị cũng mặc thử Bé út và hai thà nói xong Thì điện thoại của Phương vang lên Phương bước ra ngoài nói chuyện một lúc Thì nồi thịt bị khét Nghe mùi khét nồng nặc Bà Thư chạy xuống bếp quát lớn Con thà bé út Hai đứa làm cái gì mà để nồi thịt khét lẹt vậy Bé út đáp con với chị hai bận tay quá Nhờ chị ba ngó giúp Mà chị ba nãy có điện thoại ra ngoài nói chuyện rồi má Nghe bé út nói xong Bà Thư nổi giận Tao giao hai đứa bay Không làm thì nói một tiếng Con Phương nó mới về Xong để nó nghỉ ngơi mà bắt nó làm Bé út nói tiếp Không làm thì sợ chị ba buồn Mà nhờ chị ba lúc nào cũng bị má là hết à Chị hai lấy tay khiều khiều bé út Ra dấu đừng nói Nghe ồn ào Phương cấp điện thoại bước vào bếp Chuyện gì vậy má? Phương hỏi. Bà Thư đáp. Má giao hai đứa này trong cái nồi thịt. Mà hai đứa để khét vậy nè. Con coi có được không? Vậy á mà cúng quải gì nữa? Phương nhận lỗi. Dạ, xin lỗi má. Nồi thịt đó là con canh. Không phải lỗi chị hai với út. Nãy con có điện thoại phải nghe. Mà quên rút lửa trong bếp. Lỗi của con. Má đừng la chị hai với bé út mà tội nghiệp. Nghe con dâu thứ ba nhận lỗi, bà Thư đành hạ giọng dịu dàng trở lại. Lỗi hai đứa nó bắt con canh Còn bận trăm công ngàn việc Mà trong cái gì Bà Thư vừa nói vừa đẩy Phương Lên nhà trên đi con Ở đây khói bụi dữ lắm Lên đi để mấy đứa đó nó làm Bà Thư và Phương lên nhà trên được một lúc Thì bé Út xoay sang Nhìn chị dâu thứ hai rồi nói Em thấy tội chị quá chị hai Cùng lại dâu với nhau Mà má thương chị ba vậy không biết Còn chị á, thì má khó khăn Lạnh nhạt vô cùng lời nói của bé út khiến hai thà nhói đau từ ngày về làm dâu nhà bà thư hai thà không được bà thư yêu thương sau khi phương về làm dâu bà thư còn đối xử với thà tệ hơn nữa mọi tình yêu thương của bà thư đều dành hết cho phương nghĩ đến đó hai thà vội tìm cách trấn an má thương ai cũng được mình là chị em mà ai có phần phước á thì mình mừng cho người đó một lát sau, nghe tiếng con đít khóc, bà Thư và cả nhà chạy lên thì thấy bé Rô, con của vợ chồng Hưng, Vương, nằm trên đất ôm chân đau đớn. Bà Thư chạy lại ôm thằng Rô lên rồi la hoảng. Cháu tôi có sao không? Chết chết cháu tôi còn đâu? Vừa xoa người cháu, bà Thư vừa nhìn sang thằng tí con của anh chị hai rồi quát lớn. Sao không trông chừng em hả? Sao con mê chơi quá vậy tí? Tí bị bà nội la, thì khóc nấc lắp bắp con con kêu nó đừng leo trèo rồi mà nó không nghe đâu phải lỗi của con đâu bà nội nghe xong bà thư bỏ thằng rô xuống kéo thằng tí lại đánh vào đít nó mấy cái vừa đánh bà vừa quát lì lợm mày học ai cái thôi trả treo hả con thấy con bị đánh hai hùng chạy đến ẩm thật tí lên vừa vỗ về vừa nói trẻ con nó có biết gì đâu mà má đánh tụi nó ham chơi té chạy xước một chút có sao đâu. Bà Thư tức giận. Ừ, con bay, tao đâu có dám đụng vô. Con bay là con trời mà. Bà Hưng lại ôm thằng Rô vào lòng, kêu con đừng khóc, rồi bảo với bà Thư. Trẻ con ham chơi, không sao đâu má, mà đánh thằng tí tội nó. Thằng Rô cũng ham chơi, tăng động và lì lỡm lắm. Nghe bà Hưng khuyên càng, bà Thư mới dịu cân giận lại. Bà bước đến chỗ thằng Rô ân cần, để bà coi cháu bà sao nghe. thằng tý vẫn đang thúc thích vì bị la oan nhưng bà thư chẳng mãi may quan tâm đây không phải là lần đầu diễn ra cảnh này cùng là cháu nội nhưng bà thư thương con của vợ chồng ba hưng nhiều hơn con của hai hùng hai đứa mà có phạm lỗi gì thằng tý cũng bị chửi bị la trẻ con tuy chưa hiểu chuyện nhưng tý cũng ít nhiều cảm nhận sự bất công mà nó phải chịu thật ra bà thư ghét bỏ thằng tý là bởi bà không ưa gì vợ chồng hay hùng trước đây bà thư muốn hai hùng cưới con lành xóm trên vì nhà nó giàu có nhưng hai hùng nhất quyết cãi lời má cưới hai thà có hoàn cảnh khó khăn hơn vì bị chia cắt hùng và thà quyết định dắt tay nhau bỏ nhà đi đến khi thà có bầu thằng tý thì hai vợ chồng mới trở về nhà xin cha mẹ làm đám cưới bị đặt vô tình thế đã rồi bà Thư không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng bấy lâu nay, bà vẫn không quên được chuyện đó, tìm cách đầy đọa thà để hả cơn giận. Mỗi lần thấy thằng Tí chứng nhân cho cuộc tình gan trái của Hùng và Thà, bà Thư không thể nào đối xử tốt với nó được. Đó chính là khởi nguồn cho rất nhiều sóng gió trong gia đình này. Dọn đồ lên mâm, cúng ông nội xong, cả nhà quay quần bên bàn ăn, ngồi vào bàn, Thằng tí không chịu ăn thịt heo mà nặng nặc đòi ăn cà ri gà. Thấy thằng bé cứ nhõng nhẽo, bà Thư quát. Con nhà nghèo mà cũng biết khen chê nữa. Hồi đó tao có ăn là đã mừng lắm rồi. Nghe tiếng bà nội mắng, tí không dám đòi nữa. Ngồi rút lại trên bàn ăn, hai thà dỗ thằng tí. Con đang ho, không được ăn thịt gà. Không nghe lời là mai tắt tiếng, không nói chuyện được luôn đó nghe hai thà nói bà thư đẩy tô cà ri đến gần chỗ phương ngồi con ăn đi con má biết con ưa ăn cà ri mà phương thấy ngại nên đứng dậy đẩy tô cà ri ra giữa bàn dạ để đây cho ba với anh chị hai ăn với hả con rướng tới mà má bà thư căng dặn con dâu dạo này con ốm ăn nhiều vô nghe phương xem chị hai con kìa ăn no ngủ kỹ người đầy đặn chưa hai thà nghe má chồng mỉa mai chỉ biết cười gượng một cái nhưng mọi chuyện không trôi qua dễ như vậy bà thư nói tiếp hai vợ chồng thằng hùng không biết làm ăn gì hết Tuổi mày coi vợ chồng thằng ba kìa nó làm ăn ngon lành có của ăn của để có nhà cửa ở sài gòn đi lại bằng xe bốn bánh thấy vợ cúi mặt vào chén cơm hùng biết trong lòng thà đang quặn đau dữ dội vì những lời so sánh thiếu tinh tế của má nên vội chữa cháy. Hai vợ chồng Tần Hưng thì nói gì nữa, tuổi con không thế nào bằng được, tuổi con cũng ráng lắm mà không được má. Bà Thư đáp. Rồi nói vậy cho xong chuyện, chứ không biết cố gắng sao. Thà, con đừng có lo ăn nữa, không biết động viên chồng con làm ăn gì hết, dở sao mà nó dở quá không biết. Nghe má tấn công anh chị hai, hưng bên. Anh chị hai cũng lo làm ăn mà, Tại mùa màng nó không chiều lòng người thôi má Má là má nở mày nở mặt Vì vợ chồng ba Hưng Còn vợ chồng thằng Hùng Nhiều khi tao thấy xấu hổ với bà con người ta Ra đường nghe người ta khoe con Về nhà nhìn vợ chồng tuổi bay á Mà tao chán quá trời quá đất Nghe má so sánh chê bài anh chị hai Bé út bất bình Má Đang ăn cơm vui vẻ mà má Kiếm chuyện gì đó vui vẻ mà nói đi má Không khí ngại ngùng tràn ngập cả bàn ăn không ai gấp thêm đồ ăn mà chỉ toàn lùa cơm trắng. Ông Quỳnh chồng bà Thư, ba của Hùng và Hưng phải thốt lên chữa thẹn cho vợ. Bà nói nhiều quá, lâu lâu tụ họp về để tuổi nó ăn cơm. Nghe đến đây, Thà vội đặt chén cơm xuống bàn, buông đũa rồi đứng dậy thưa. Thưa ba, thưa má, con no rồi ạ. À. Ba má ăn ngon miệng, con ra nhà sau dọn dẹp. Chừng nào ăn xong, bé Út kêu chị lên dọn dẹp ngang. Thay còn dầu bỏ ngang bữa cơm Ông Quỳnh la vợ Mấy đứa về ăn dỗ Cũng hỏng yên với bà Bữa cơm gia đình vui vẻ Mà bà hỏng có chịu Chỉ muốn khiến mọi người mất vui à Ông Quỳnh nói xong Hùng cũng đứng dậy nói mình no rồi Vội vã bước xuống nhà sau Thì nghe tiếng khóc của vợ trong nhà vệ sinh Hùng cỏ cửa Dạ ơi Em trong đó phải không Thà lao vội nước mắt Mở cửa nhà vệ sinh ra anh ăn nhanh vậy đủ no chưa hai hùng nắm lấy tay vợ thủ thỉ vợ anh đang buồn sao anh ăn nổi đừng có quan tâm mấy lời má nói hùng kéo vợ vào lòng rồi bảo quan trọng á là anh thương em má thì em biết rồi sáng nắng chiều mưa để ý á thì mình thiệt thòi cho ai thà dựa vào ngực chồng nước mắt lăn dài xuống má mắt nhắm nghiền lại im lặng với thà sau những lời mỉa mai của má chồng thì đây là khoảnh khắc an ủi nhất của cô. Một lúc sau, bé Út bước xuống nhà thấy anh chị hai đang ôm nhau. Trời ơi, đuôi mắt em nè anh chị. Thà lau vội nước mắt rồi hỏi. Ăn xong rồi phải không? Để chị lên dẹp. Thấy hai thà bước lên, bà Thư lại càng tỏ ra ân cần với Phương hơn. Dường như bà muốn triêu tức con dâu cả. Con ngồi đó, để chị hai với bé Út nó dọn rửa dạ miệng nói nhưng tây phương vẫn chồng bác đĩa lại thay phương có vẻ ngại ngùng bà thư tiến đến kéo con dâu ra ghế ngồi nghe lời mẹ đi con ngồi đây nghỉ ngơi để chị hai với con bé út nó làm chiều đến hưng và phương từ biệt ba má trở lại sài gòn để kịp sáng mai đi làm bà thư xuống bếp gom đồ ăn còn thừa gói ghém đưa cho hai vợ chồng về bỏ tủ lạnh ăn từ từ nghe con phương ráng ăn cho lãi sức, toàn mấy đồ ăn ngon, Sài Gòn không có đâu đó. Bà Thư căn dặn hai vợ chồng, Phương thay quá nhiều đồ ăn nên thưa. Thôi má, cho tụi con ít thôi, để phần cho anh chị hai nữa. Bà Thư nghe xong đáp, con đừng có lo, để đó má tính. Thay ma cường quyết nên hai vợ chồng cũng đành tay sách nách mang lên xe, chở về Sài Gòn. Bà Thư nhìn theo đến khi xe ô tô của hai vợ chồng Hưng và Phương khuất dạng mới trở vào nhà. Lúc này Thà đã dọn dẹp xong, hai vợ chồng dẫn thằng Tí xin phép ba má ra về. Ừ, bà Thư lạnh lùng đáp. Bé Út đứng đó nói, anh chị lấy ít đồ ăn về nha, đem xuống bếp sắp xếp cho. Bà Thư quát, khỏi, má cho chị ba con hết rồi dù đã quen với những sự bất công thế này nhưng khi nghe giọng điệu lạnh nhạt của bà thư mắt hai thà vẫn ửng đỏ nhưng cô con dâu khổ hạnh vẫn cố gắng kìm nước mắt lại không sao đâu út nhà chị còn đồ ăn mà bà thư chưa chịu dừng lại tiếp tục móc mỉa con dâu còn thì về ăn đi tụi bay qua đây ăn chực đám dỗ mà đi tay không qua mà còn muốn xách đồ ăn về nữa tao chưa thấy đứa con nào như tụi mày Nghe má nói vậy Hùng bực mình Má làm sao vậy Con là con má Thà là dâu má Mà má đối xử với tuổi con lúc nào cũng rẻ rúng lạnh nhạt Còn với chú ba Thím ba thì má lại ân cần Quan tâm hết mức Riết rồi á con không hiểu nổi má luôn Đứa nào có hiếu á Thì tao cưng Đứa nào bất hiếu thì tao ghét Bà Thư đáp Cần tức giận sôi sùng sụp trong người hùng Anh phát tiếc Tại tụi con nghèo chứ gì con vậy không cho má được cái gì, má khinh tuổi con, sao má ác quá vậy má, má ác lắm. Nói đến đây Hùng bật khóc, nước mắt rơi lã chả, hai thà không còn kiềm chế được nữa, cũng bật khóc. Hùng nói, nếu má không còn tuổi con nữa, thì từ nay về sau, hai tuổi con sẽ không về nhà nữa. Ừ, mày về cũng được, không về cũng được, mày thấy chữ hiếu nhẹ quá, thì đừng có xem tao là má nữa nghe ồn ào phía trước nhà, ông Quỳnh bước xuống thì chứng kiến hết mọi việc. Ông can ngăn. Hai thà, bảo chồng con về đi, bữa sau tỉnh táo rồi về chơi. Ông Quỳnh chỉ sang chỗ bà Thư đang đứng. Còn bà, vô nhà nghỉ đi, mệt mỏi quá, nó bậy nó bả không à. Nghe lời ba, hai thà nắm vạt áo của Hùng ra giấu kêu chồng về, sợ ở lâu chút nữa sẽ có chuyện lớn. Hùng nhìn ba, nhìn khuôn mặt phúc hậu, mái tóc đã ngã sang màu trắng của ba. Hùng nghĩ, ba từng rất khổ tâm vì mình bỏ nhà đi với thà, giờ mà xung đột với má nữa, không biết ba có chịu nổi không? Nghĩ đến đó, Hùng nắm tay vợ, dẫn thằng Tí đi về. Bà Thư vẫn không mãi mãi nhìn vợ chồng Hùng một lần. Đợi đến chiếc xe của gia đình Hùng khuất dạng, ông Quỳnh quát một cái thật to, vang động cả ngôi nhà. Bà làm mẹ kiểu gì vậy? Đứa trọng đứa khinh Thằng Hưng là con Còn thằng Hùng không phải hả Bé út bồi thêm Má chửi con hổn cũng được Nhưng má quá đáng lắm Để chuẩn bị dỗ nội Chị hai từ sớm đã qua đây Lo lắng việc nhà trước sau Đi chợ nấu ăn còn sót cái gì đâu Con dâu như vậy á mà má còn đòi hỏi cái gì nữa Vợ chồng anh chị nghèo Không có tiền phụ má làm đám dỗ Thì bỏ công Má phải thương anh chị hai nhiều hơn chứ Bà Thư đáp Thằng Hùng nó ngu lắm Nó nghèo á là tự nó chọn Từ ban đầu tao đâu có chịu con thà Tao ưng con lành Cháu ông sinh sống trên thôi Thằng Hùng nó một hai đội cưới con thà Phải chỉ nó cưới con lành á Giờ có đất đai tiền bạc phủ phê rồi Tao á là tao giận nó ngu Tao ghét á là tao ghét con thà Nó cứ bám chặt lấy thằng Hùng Ông Quỳnh nói Tôi biết bà giận là giận tuổi nó dù bỏ nhà đi với nhau nhưng bà chấp nhận tha thứ cho tụi nó rồi á thì bà đừng có như vậy nữa bà thương thằng hùng á thì thương con thà thương thằng tí nó nghèo cũng được giàu cũng được miễn là hạnh phúc và yêu thương nhau ông quên được á nhưng tôi cố chấp lắm tôi không thể nào quên chuyện chúng nó cãi lời tôi dẫn nhau bỏ đi nó thách thức sự chịu đựng của người làm cha làm mẹ mà bà thư đáp bà thật vì chuyện đó Chứ không phải vì hai đứa nó nghèo sao Đáng ra nó đã giàu có sung sướng Nhưng lại đi theo con thà chịu khổ Tôi không giận sao được Bé út chen ngang Má chỉ thương ai cho tiền Tặng quà cho má thôi Còn người sống tình nghĩa Thì má không biết trân trọng Nhiều khi con thấy ngưỡng mộ anh chị hai Dám đấu tranh vì tình yêu Còn má Tình yêu thương của má dành cho anh hai tan biến đi đâu rồi Ông Quỳnh nói tiếp Trời ơi từng tuổi này rồi bà không mong con cái nó vui vẻ hạnh phúc mà nghĩ mưu cầu cá nhân thôi hết nói nổi tôi á không cần nó phải lo gì cho tôi cả chỉ cần tôi không lo ngược lại cho tuổi nó là được rồi bà thư bị hai cha con ông quỳnh và bé út tấn công dồn dập không thể nói thêm lời nào nữa bà thư đành nước đôi tôi mệt hai cha con ông quá ở nhà này không ai đứng về phía tôi hết nói xong bà Thư bỏ ra sau nhà lên nằm quắt ngoẻo trên võng Tối lại, bé út gọi điện cho chị hai thà an ủi. Chị đừng buồn nghe, lúc chiều má nói vậy thôi, chứ má thương vợ chồng anh chị lắm. Anh chị đừng bỏ ba bỏ má, bỏ em nghe. Má có chửi chị, có giận chị, chị cũng đâu bỏ má được. Với lại ba cũng thương hai anh chị lắm. Anh chị cũng thương ba nữa. Thà nói. Vậy mai mốt, rảnh chị về chơi nha. Bé út hớn hở Để thư thư một thời gian đã em Giờ anh Hùng anh đang giận Chị không biết phải khuyên sao Để anh nguôi nguôi đi Chị sẽ nói một tiếng Thế anh giận vậy thôi Chứ dạy bao hôm là hết mà Vì anh thương má lắm Bốn tháng sau cái ngày đám vũ sóng gió đó Là ngày cưới của bé út Cả gia đình ông Quỳnh lại có dịp tụ họp Không giống như trước Hai thà lần này đến trễ Bước vào nhà thưa má Bà Thư liền mỉa mai mặt trời lên tới đỉnh đầu mới về vậy mà vợ chồng bấy nói thương bé út đám cưới nó thì chờ gần xong mới về hùng nghe mẹ hạnh huệ vợ liền giải vây từ sáng tới giờ vợ con bị rối loạn tiền đình ngồi dậy không nổi con kêu nghĩ thêm chút mà vợ con đòi qua đây phụ má đó chứ thôi thôi vợ anh bệnh tật qua đây có bệ gì tôi mang tiếng chết thà dán hai miếng thuốc dán ở thái dương nắm chặt tay áo chồng giật giật lắc đầu bảo chồng đừng nói nữa Dạ không sao má, giờ con khỏe rồi. Nói xong, hai thả xuống bếp, bắt tay vào nấu nướng. Ít giờ sau, vợ chồng ba Hưng và Phương về đến. Như thường lệ, bà Thư chạy ra mừng rỡ đón con trai, con dâu và cháu nội vào nhà. Đám cưới miền Tây có một tục gọi là chịu lạy. Đám cưới miền Tây có một tục gọi là chịu lại. Buổi đêm trước khi đưa dâu, cả gia đình sẽ chịu lại cô dâu dịp này người thân sẽ tặng quà cưới thường là vàng ai có nhiều cho nhiều có ít cho ít lễ chiều lại của bé út diễn ra long trọng với sự có mặt của toàn thể họ hàng phương đại diện gia đình bước lên đám cưới em gái anh chị không biết cho gì anh chị cho em nửa cây vàng làm của hồi môn anh chị chúc hai em trăm năm hạnh phúc nói xong bé út mời chị ba một ly rượu theo phong tục rồi nói lời cảm ơn sau đó đến lượt thà đại diện gia đình chị hai cô dâu nói Anh chị cho em một chỉ vàng làm của hồi môn Chúc hai em trăm năm hạnh phúc Lễ chiều lại xong Khi cô bác họ hàng của nhà ông Quỳnh ra về hết Bé Út đi tìm hai thà Rồi kéo chị dâu ra một góc Dưới vào tay chỉ vàng vừa nãy Em không lấy vàng của chị đâu Chị giữ lại mà lo cho thằng Tý Hai thà nói Út làm gì vậy Đây là quà cưới của anh chị mà Dù có nghèo có khổ anh chị cũng đủ tiền sắm vàng cho út làm của hội môn mà bé út đáp em biết anh chị thương em mà coi như em đã nhận rồi giờ em gửi lại chị giữ, mai mốt em theo chồng rồi không có nhà thì thoảng chị còn mua đồ ăn đem qua cho ba má vừa nói út vừa lấy tay đậy túi áo của thà lại bé út biết không thể lấy bất cứ lý do gì để trả vàng cho thà ngoại trừ ba má ngay đến đây thà bắt đầu dao động Bé Út nói tiếp Em đi lấy chồng á Anh chị ba ở tận Sài Gòn xa xôi cách trở Chỉ có anh chị là ở gần chạy qua chị lại với ba má Chị cầm tiền này Nếu có cần gì á Thì mua cho ba má giúp em được không Hai thà gật đầu Buông tay tỏ vẻ thuận lòng Nhận lại vàng Khuya muộn bà Thư vào phòng của bé Út Để cùng con kiểm tra lại vàng tiền Mà dòng họ tặng trong lễ chịu lại Đem đi đem lại không thấy vàng của anh chị hai Bà Thư hỏi bé Út Nãy mà thay vợ chồng thằng Hưng có cho con một chỉ vàng mà giờ không thấy đâu. Bé Út nhiệt tình đáp. Con trả lại anh chị hai rồi má. Còn thay... Bà Thư không nghe hết lời bé Út kể, đã nổi máu sung thiên, bước ra nhà gọi vợ chồng hai thà lên, rồi quát mắng. Tao á, thiệt tình không hiểu nổi tụi bay nữa. Mừng cưới cho em có một chỉ vàng á, mà cũng đòi lại. Hai thà ấp úng. Dạ, dạ 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 cái gì nếu nhắm nghèo quá thì thôi qua tay không như mấy lần trước là được bé úp thanh minh cho vợ chồng chị hai con nói á là con trả lại phải ép lắm chị hai mới nhận chứ chỉ có đòi đâu má con đừng có bên vợ chồng anh chị hai nữa má rành tuổi nó mà bày đặt bày điều tặng quà cưới chứ tiếc tiền lắm chỉ vàng á làm cả năm mới có không tiếc sao được Nghe má nặng lời Hùng chịu không nổi Xây sang hỏi vợ Có chuyện đó không em Thà bật khóc Không nói tiếng nào Chỉ gật gật đầu Hùng quay sang nói với bà Thư Con có biết tính ý vợ con Dù nghèo Nhưng tuổi con không keo kiệt tiết kiệm Một khi đã cho bé Úc Là cho Không có ý đòi lại Mẹ đừng nặng lời tội nghiệp vợ chồng con Trời ơi Cái việc rành rành ra vậy á Mà nó còn bên được vợ nó Thì tao không thể nào chịu nổi nữa Tụi bay không biết giữ thể diện cho mình á Thì cũng nên giữ thể diện cho cái nhà này Tụi bay nghèo quá Không biết cái gì là đúng là sai Đến đây tất cả Đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Hùng Anh giận dữ thét lớn Má Một câu má nói cũng nghèo Hai câu má nói cũng nghèo Bộ nghèo là cái tội hả má Má nhớ lại đi Khi con vừa lên lớp 9 Nhà mình nghèo khó bà má không thể nào nuôi cả ba anh em đi học Nên con phải nghĩ cho hai em đi học thành tài người không học hết lớp chín như con á thì làm được cái gì ngoài mấy công ruộng đào đi cuốc lại hả má ở túi ăn chưa no lo chưa tới con phụ ba má ra đồng làm lụm nuôi mấy em đi học thì lấy đâu ra nghề nghiệp mà làm giàu hả má hùng vừa nói vừa khóc thà đứng cạnh đó cũng bật khóc bé út cũng không kìm được nước mắt chỉ có bà thư là lạnh đùng làm anh á thì phải hy sinh cho em Đấy là lẽ thường ở đời. Không phải con kể, con chỉ muốn nói với má là sao má cứ bắt tuổi con giàu có. Tuy tuổi con nghèo mà yêu thương lẫn nhau, vậy má không vui sao? Hay là má không thích nhìn thấy tuổi con yêu thương nhau? Nếu tuổi con nghèo á là má mất mặt, xin má hãy tự tuổi con. Mày dám bỏ nhà đi theo con thà một lần rồi á, thì cũng đâu cần gì tới ba tới mẹ. Tới cái nhà này, nay á mày mở lời từ ba má, thì tao cũng không có cần tuổi bay nữa Bà Thư giận dữ Nghe ồn ào Ông Quỳnh đang ngủ lập tức thức dậy Bước xuống nhà Hai hùng thấy ba thì quỳ xuống Ba ơi Má không cần tuổi con nữa Tụi con quỳ xuống lạy ba má ba lạy Rồi tụi con đi Không bao giờ trở về cái nhà này nữa Vừa nói Hùng vừa kéo vợ quỳ xuống Bé út khóc nghẹn Anh hai Đừng làm vậy mà bà ơi nếu ông trời ông thấy con bất hiếu ông đánh con chết coi như con đền công ơn sinh thành dưỡng dục thấy con quỳ nói lời từ biệt ông quỳnh cứng rắn cũng bật khóc theo ông dịu hai đứa con đứng dậy rồi nói tôi lạy bà nay ngày vui của con út bà đừng có làm cái gì quá đáng bà nên nhớ rằng con mình á ngày mai sẽ đi làm dâu nhà người ta Bà đối xử với con dâu như thế nào á, người ta sẽ đối xử với con gái bà như vậy. Ông xem, tôi nói dọa từ tôi từ ông, hết lần này đến lần khác, vẫn làm con cái mà nó dám nói ra cái lời lẽ bất hiếu như vậy á, thì chúng nó chắc không xem tôi với ông là ba má nữa rồi. Thiệt hết nói nổi bà rồi, đến khi nào á, bà mới hết bắt bẻ tuổi nhỏ, tự khiến mình bực bội không à. Cuộc tranh cãi trong gia đình lúc này khiến vợ chồng của ba Hưng thức giấc. Hưng và Phương đứng nhìn một hồi, thấy tình hình căng thẳng thì vào xoa dịu. Má dên hài, mỗi người nhìn một câu đi. Ngày vui của bé Út, mọi người đi ngủ sớm, mai còn đưa dâu nữa. Phương bước đến bên chỗ bé Út, đưa khăn giấy vỗ vai, kêu bé Út đừng khóc nữa. Phương sau đó đi đến chỗ thà, đưa khăn giấy rồi bảo. Chị hai đi ngủ đi chị, khuya rồi, ngủ sớm lấy tinh thần mai tươi tỉnh đưa bé út về nhà chồng sự xuất hiện của ông quỳnh vợ chồng ba hưng làm không khí trở nên yên ắng ai trở về phòng nấy đó là một đêm rất dài của gia đình ông quỳnh vợ chồng hùng và thà nằm trăng trọng hoài không ngủ được bà thư cũng vậy cuộc cãi vã với con khiến cơn uất hận trong lòng bà không tài nào tan biến được hôm sau đàn trai qua rước bé út về nhà cả gia đình ông quỳnh đưa cô dâu Bà Thư, Hai Thà, Ba Phương, ai cũng mặc áo dài lộng lẫy. Ông Quỳnh, Hưng, Hùng, diện áo vét lịch lãm, tất cả đều cố tỏ ra tươi tỉnh sau một đêm sóng gió. Người ngoài nhìn thấy điều khen đoạn đưa dâu, chỉ riêng có bé út hiểu rằng với trạng nước trong gia đình cô không có cách nào để giải quyết được nữa. Về nhà chồng, Úc lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Từ ngày bé út đi lấy chồng, nhà ông Quỳnh chỉ còn lại hai vợ chồng già nhưng Hưng và Phương ở Sài Gòn bận biệu, ít khi về thăm. Gia đình Hùng ở gần đó, nhưng cũng không còn lui đến thường xuyên, kể từ sau cuộc cãi vã dữ dội với bà Thư. Hai vợ chồng ông Quỳnh nhanh chóng thấu hiểu cảm giác cô đơn của người già. Họ thèm nghe tiếng quậy phá la hét của mấy đứa cháu nội. Không khí rầu rĩ buồn bã bao trùm khắp căn nhà ba tháng sau vợ chồng hai hùng đang chăm sóc vườn rau trước nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên đầu dây bên kia ông quỳnh hoảng hốt hai đứa ơi ma té ở ngoài nhà tắm gãy chân rồi trời để tụi con chạy về hùng hớt hải đáp vợ chồng hùng và thà tức tốc chạy về nhà cùng ông quỳnh đưa bà thư đi bệnh viện sau khi thăm khám bác sĩ nói với gia đình kết quả chụp chiếu cho thấy ba gái bị gãy xương đùi trái xương đùi phải cũng bị tổn thương nặng vậy giờ mình phải làm sao hả bác sĩ hai hùng hỏi dồn bác sĩ phải phẫu thuật ngay lập tức khả năng đi lại của vợ tôi sau phẫu thuật sao hả bác sĩ ông quỳnh thắc mắc cái này tùy vào ý chí của bác gái sau khi bình phục bác gái phải tập vật lý trị liệu tập đi lại nếu may mắn khả năng đi lại như trước đây là có thể nhưng có điều bác đã lớn tuổi khả năng hồi phục không được như lớp trẻ cả nhà phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định. Ông Quỳnh xoay sang hỏi ý vợ chồng Hùng và Thà. Hùng khuyên ba. Giờ mà mình không phẫu thuật là má phải nằm một chỗ hoặc đi xe lăn trong phần đời còn lại. Má nhất định sẽ không chịu. Con nghĩ mình nên đồng ý cho bác sĩ phẫu thuật. Ông Quỳnh suy nghĩ một lúc. Ông nghĩ nếu phẫu thuật thật thì bà Thư có chịu nổi không? Nhưng nếu không phẫu thuật, vợ ông phải ngồi xe lăn hoặc nằm một chỗ. Ông tự đặt mình vào hoàn cảnh của vợ rồi thông báo với bác sĩ. "Vậy à, giờ bác sĩ sắp xếp phẫu thuật cho vợ tôi ngay đi." "Dạ, xin mời gia đình đi theo con, con sẽ hướng dẫn làm thủ tục." Phòng phẫu thuật sáng đèn được 2 tiếng, thì vợ chồng bé Út đến bệnh viện, nhìn thấy ba, anh chị hai ngồi mỗi người một góc trước phòng phẫu thuật, bé Út nức nở. "Má sao rồi ba? Má sao rồi anh chị?" "Bác sĩ đang phẫu thuật cho má, không sao đâu nghe em." Em đừng lo quá Mọi người cũng đang đợi phẫu thuật Hy vọng ca phẫu thuật sẽ thành công Hùng trả lời Một lúc sau Vợ chồng ba Hưng cũng đến Ba Hưng tiến đến an ủi bố Bố đừng lo quá Má nhất định sẽ không sao Hơn 2 giờ tiếp theo Cả gia đình ông Quỳnh ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật Mà không ai nói với ai một lời nào Không khí lo lắng bao trùm xuống những thành viên trong gia đình Sau hơn 4 giờ chờ đợi Ánh đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt Bác sĩ mở cửa ra Thì cả nhà ông Quỳnh lập tức chạy đến Bác sĩ nói Ca phẫu thuật rất tốt Gia đình yên tâm Giờ bệnh nhân phải ở phòng hồi sức tích cực Gia đình cứ trở về nghỉ ngơi Để một người ở lại Có cần gì bác sĩ sẽ gọi Ông Quỳnh nói Cảm ơn bác sĩ Nghe xong tôi mừng quá Không có gì bác Gia đình cố gắng làm chỗ dựa cho bác gái Trong những ngày sắp tới nha Bác sĩ vừa rời đi Thì thà nói Thưa ba, ba cho phép con ở lại chăm má Chợ chồng con làm nông Tự quản lý bản thân mình được Nên có nhiều thời gian lo cho má Anh Hùng sẽ chở ba về nhà nghỉ ngơi Sẵn lấy đồ mang lên đây cho con Nghe vậy bé Út khuyên Không, em là con gái má Em phải lại chăm sóc má Thà nói Em còn có gia đình chồng phải lo Công việc ở cơ quan không bỏ được Em cứ về lo công việc đi Có gì chị nhắn Giờ má ở phòng chăm sóc đặc biệt Một mình chị lo được Ở lại nhiều người á cũng không giải quyết được gì Phương nghe vậy tiến đến chỗ chị hai rồi nói Chị hai ở lại với má nha Em về xin phép nghỉ mấy hôm Rồi vô đây chăm má thay chị hai Như có gì chị hai phải gọi cho tụi em liền nha Nói xong Phương cầm ít tiền đưa cho chị hai thà Dạ Chị hai cầm tiền ở đây lo cho má Thà không nhận Đẩy trả lại cho Phương Phương nói em không ở lại được á thì góp chút tiền chị cầm đi chị không chơi báo hiếu luôn hả chị hai bà hưng đứng đó nói chị cầm đi chị hai có tiền lo cho má tụi em yên tâm hơn ngót nghét nửa tháng trôi qua bà thư cũng được xuất viện trở về nhà kể từ ngày bà thư phẫu thuật trở về nhà phải nằm một chỗ cứ 5 giờ sáng hàng ngày thà điều sang nhà ba má chồng cô dọn dẹp nhà cửa nấu cơm cho ông quỳnh và bà thư thà tắm rửa vệ sinh cho bà Thư rồi mới trở về nhà lo việc nhà của mình. Sáng nay cũng vậy, 5 giờ sáng Thà đã qua nhà ông Quỳnh nấu nước chăm trà, pha cà phê rồi mang lên cho ba. Con mời ba uống cà phê. Thà vừa bước đi thì ông Quỳnh kêu lại, đẩy ghế ra kêu con dâu ngồi xuống. Ông Quỳnh nói, Mai mốt á, con để bà tự lo. Bữa nào con cũng qua đây từ sáng sớm đến trưa mới về, rồi chiều lại qua đến tối á, thì làm ăn được gì nữa dạ không sao đâu ba con biết tự lo liệu sắp xếp con chăm sóc má từ khi còn ở bệnh viện nên hiểu ý má mấy chuyện vệ sinh tắm rửa cho má ba không làm được đâu ông quỳnh nghe con dâu nói xong thì mắt ửng đỏ tay run run ba xin lỗi con con khổ lắm rồi mà còn phải chăm sóc má bay nữa và dạ, đây là chuyện con phải làm bổn phận của con không có gì đâu ba ba đừng nói vậy thà ra con bất hiếu nói xong thà xin phép ba vào nhà chăm bà thư thà vào nhà máng mùng rồi giúp má chồng vệ sinh cá nhân thà ân cần hỏi này má muốn ăn gì con đi chợ mua nấu cho má ăn một bữa ngon nghe bà thư lắc đầu rồi đáp lại lần này không phải là thái độ gắt gỏng mà nhẹ nhàng và ân cần hơn không biết ăn gì nữa có gì ăn đó cũng được Má muốn ăn gì nói con, con làm. Má về ăn nhiều mới khỏe, mai mốt cứng cáp rồi á, tập đi lại nữa chứ. Không lẽ má định nằm dậy suốt sao? Con làm cho má, nồi cá bóng kho khô, ăn với rau cũng được. Bà Thư chịu mở lời. Vệ sinh cho má xong, thà vội xách xe, đi chợ mua cá bóng về kho cho bà Thư. Bà làm hết xong xuôi mọi việc, thà mới xin phép về nhà, lo cho thằng Tí đi học trước khi về không quên căn dặn ba chồng. Đồ ăn con nấu sẵn dưới bếp, chúc ba đói ba ăn ngang, con đút mẹ ăn rồi. Ừ, ba cảm ơn con, con về con lo thằng tí đi. Thà vừa đi không lâu, thì ông Quỳnh bước vào gần chỗ bà Thư nằm thủ thỉ. Bà thấy chưa, bà kiếm đâu ra con dâu như con thà. Bà chửi nó, bà ghét nó, mà bà nằm xuống một cái á, một tay nó chăm sóc, lo lắng cho bà đã sáng mắt ra chưa? Ở đó mà dâu giàu dâu nghèo, trọng đứa này, khinh đứa kia. Bà Thư nghe chồng nói thì nằm im không đáp lại. Ông Quỳnh biết rõ, sự hối hận và xấu hổ chắc chắn đang xâm chiếm tâm trí của vợ. Nên bà Thư không thể tốt lên bất cứ lời nào được nữa. Buổi trưa, vợ chồng bé Út về thăm nhà. Bé Út bước đến chỗ bà Thư nằm, liền chọc ghẹo má. Sao rồi cục vàng? Nay khỏe không? Bước xuống đi cho con coi đi nè. Thấy bé út về, bà Thư bật khóc ngon ơ. Bà khóc vì tuổi, mà cũng khóc vì nghịch cảnh bản thân, không thể vui vẻ với các con được nữa. Bé út an ủi. Khóc gì khóc vậy? Mai mốt đi lại bình thường, chắc thấy con về má lấy chổi quét đi luôn á. Bé út đưa sữa trước mặt bà Thư rồi nói. Nè, con mua cho má nè, ráng uống vô cho xương cốt nó cứng lên nha, rồi mai mốt đứng dậy đi lại. Bé út xuống nhà dưới, thấy bà đang ngồi uống trà thì hỏi. Này bà ăn gì? Con có đem thịt về nấu canh cho ba nè. Ông Quỳnh đáp. Xong hết rồi, con thả nó nấu hết rồi. Sáng sớm nào nó cũng qua nấu cơm cho ba má, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vệ sinh cho má bay rồi mới về. Khi nào đói thì ba ăn. Con coi, làm thêm đồ ăn cho chồng con ăn đi. Bé út nói. Nhờ có chị hai mà nhà cửa ngăn nắp Má nằm lâu ngày rồi Mà chỗ đó vẫn sạch sẽ thơm tho Còn nể chị hai thiệt đó ba Ừ Một tay con thà hết đó Nhà này mà không có nó Bà không biết phải làm sao Trưa lại Vợ chồng ba Hưng và con cũng về nhà chăm bà Thư Thấy ba Hưng và Phương Bà Thư lại bật khóc Tuổi già bệnh tật Cứ hệ thấy con là khóc Không phải sợ bệnh mà bà thư sợ không thể ở lại với các con được nữa hưng an ủi cục cân sau khóc nè mai mốt đi lại bình thường rồi khóc gì nữa nè hưng đưa bịch yến lên trước mặt bà thư rồi nói vợ chồng con mua yến cho má nè để con nói phương làm cho má tẩm bổ ráng khỏe nha má phương tiến đến cầm tay hỏi thăm bà thư chỗ mổ còn đau không má bà thư dặn dụ nước mắt rồi gật đầu phương hỏi má có muốn đi vệ sinh không con giúp cho má thằng rô rụt rè đứng núp sau chân bà lén nhìn trộm bà nội bà hưng kêu con tới hỏi thăm bà nội thì thằng rô chần chừ nó nhớ tới những lần bà nội ôm nó siết chặt chả sát má đau điếng nên nó sợ và cả những lần bà thư quát anh tí nữa bà thư vẫy vẫy tay kêu cháu lại nhưng nó trốn sau người hưng không chịu ra một lát sau hai thà chở thằng tí về lại nhà má chồng cô vội chạy lên chỗ bà thư nằm rồi nói con xin lỗi má nay con có tí việc về trễ chắc má mắt đi vệ sinh lắm rồi hả bà thư không nói chỉ gật đầu hai thà nhẹ nhàng đỡ má chồng ngồi dậy rồi bế qua ghế đi vệ sinh đi vệ sinh xong xuôi hai thà bế má chồng trở lại giường một cách rất điệu nghệ phương thấy vậy thì phân bì nãy con hỏi má có đi vệ sinh á thì kêu con sao má không kêu mà nhờ chị hai Bà Thư nằm trên giường, nói bằng giọng điệu yếu ớt. Con Thả, nó làm quen rồi. Ma, sợ con làm không quen, tội con. Sợ thím ba không vui, Hai Thà nói. Để chị làm cho, em không biết thế sợ má đau. Nghe vậy, Phương mới bớt buồn. Hai Thà với Phương xuống nhà dưới, rồi thì thằng Tý rón rén núp ở đầu giường nhìn bà nội. Bà Thư thấy Tí thì lấy tay ngoắc ngoắc rồi vỗ nhẹ lên giường bảo đến đây, bà biểu coi. Thằng tí rụt rè bước tới chỗ bà thư rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, nó hỏi: "Bà nội đau không?" Bà thư lắc đầu. "Không." Thằng tí nói tiếp: "Bà nội nói dối, mấy lần bà nội đánh đòn con, cái rồi bé tí mà còn đau muốn chết. Bà nội bị té, phải dùng dao mổ chắc đau lắm." Bà thư nghe cháu nói thì mới giật mình nhớ ra, từ trước tới nay không có lúc nào yêu thương thằng tí toàn nói chuyện với nó bằng đòn roi và những lời quở trách vô tội vạ. Bà nức nở. Vậy tí, có sợ bà không? Thằng tí nó gật đầu. Sợ. Nhưng sao con dẫn đến hỏi thăm bà? Bà Thư hỏi tiếp. Ba má con nói, thương cho roi cho giọt. Bà nội thương con mới vậy, con nghe lời ba má. Tí trả lời. Bà Thư không còn kiềm chế được xúc động, không hiểu vì sao nước mắt lại lăn dài xuống má. Bà biết vợ chồng hai hùng vì muốn an ủi con nên mới nói như vậy. Bà nội ghét ba mẹ nó mà ba mẹ nó không một lời than trách. Ngược lại gieo vào đầu con trai những điều tươi đẹp về bà nội. Bà lại thoáng nghĩ về sự cay nghiệt mà mình đã đối đãi với con dâu. Bà thương tí lắm. Bà thư buộc miệng. Đây là lần đầu tiên bà thể hiện tình cảm với tí điều đó cũng chứng tỏ trong lòng bà có sự chuyển biến dường như sau thời gian ghét bỏ vợ chồng hai thà bà đã chuyển thành yêu thương làm sao ghét bỏ hai thà được khi một mình cô con dâu cả chăm lo cho bà từ a đến z từ sau tai nạn ở nhà dưới đang nấu đồ ăn dưới bếp thì hai thà nghe tiếng vợ chồng ba hưng bạn với nhau ngoài hè hưng nói với vợ em gọi điện lên cơ quan xin nghỉ ít hôm ở lại chăm má thay cho chị hai đi anh thấy chị hai cực quá mà vợ chồng mình không giúp gì được phương bóc máy lên gọi về cơ quan anh cho em xin nghỉ tuần được không anh má chồng em dưới quê bệnh nặng em xin ở lại chăm má chồng thời gian không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ nghe phương hứa em sẽ cố gắng hoàn thành tiến độ em thức hai ba giờ đêm là xong đó mà rồi em cảm ơn anh nhiều đã hiểu cho hoàn cảnh của vợ chồng em kết thúc cuộc gọi phương định đi lên nhà trên ngang qua bếp thì nghe tiếng hai thà gọi. Thiên ba, tôi nói nghe cái này. Phương nói, dạ, em nghe nè. thêm về quê thăm má dây lát, rồi có gì bận công việc ở Sài Gòn á, thì trở về làm, đừng để lỡ. Ở đây có chị lo được, chị làm nông, muốn làm giờ nào cũng được. Chứ em nghĩ việc rất khó. Phương nghe xong, cầm tay chị hai thủ thỉ. Em, em xin lỗi chị hai, cùng lại dâu với nhau, mà chị hai khổ quá. Từ ngày má đổ gục xuống một mình chị hai lo liệu. Từ trong ra ngoài. Em không biết làm gì. Chuyến này cho em ở lại phụ chị hai. Cũng là báo hiếu cho ba má. Đỡ phần chị hai. Thà nói. Chị biết. Hai vợ chồng chú tím thương má. Mà chị lo cho má quen rồi. Để chị làm. Hai vợ chồng thương má. Thì thỉnh thoảng về thăm má. Cho má vui là được rồi. Má vẫn nằm đó. Chứ không có bệnh gì nặng. Mà để lỡ việc của chú thím á thì không đáng Nghe chị hai nói xong Phương bật khóc Chị hai em cảm ơn chị nhiều Kiếp này em may mắn lắm Mới được làm chị em bạn dâu với chị Mà đối xử tốt với tụi em Mà lòng chị hải hà quá Không lúc nào ganh ghét hay đố kỵ Ngược lại còn cưu mang Lo lắng cho tụi em Vừa nói nước mắt Phương giọt ngắn giọt dài Hai thà an ủi Chị là chị hai mà Chị lo cho tụi em á là chuyện phải làm đừng có nghĩ gì hết. Mấy chị em mình á, cùng thương má, thương yêu nhau, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau thì thể hiện khác nhau. Nằm trên giường, bà Thư nghe hết cuộc trò chuyện của hai cô con dâu. Bà Thư khóc thầm một mình. Lần này nước mắt của bà là sự thăng hoa của xấu hổ. Ăn năn vì từ bấy lâu nay luôn đối xử bất công với hai thà. Bà ước gì có thể rút lại tất cả những hành động, lời nói cay nghiệt của bà dành cho hai thà trong suốt những năm tháng qua buổi chiều vợ chồng của bé út phải đi về sau khi xin phép cả nhà một vòng bé út đến gần chỗ chị hai thà ôm chị rồi nói em cảm ơn chị chị lo cho má giúp em em thương chị lắm chị hai mà không biết phải nói thế nào chị cực khổ quá để thư thư thời gian nữa em về ở mấy ngày lo cho má vụ chị ngang hai thà nói khờ quá lo cho má là bổn phận của chị em có chồng cũng ráng lo cho bên chồng má đã có chị lo em đừng bận tâm gì hết nước mắt trên má của bé út lan xuống thành từng dòng từ lúc vào cái nhà này bé út luôn rất mực tôn trọng chị hai nhưng chưa bao giờ cô thấy chị hai vĩ đại như lúc này chị trở thành tấm gương cho chính cô học hỏi về cách đối nhân xử thế cách cô đối xử với bà thư khiến bé út tự nhủ phải tốt với má chồng như má ruột sau tháng sau kết quả tái khám của bà thư có tiến triển tốt bác sĩ cho phép bà bắt đầu tập vật lý trị liệu vậy là giờ hai thà còn cán đáng thêm việc tập đi cho bà thư cứ trưa trưa hai thà lại đứng phía sau choàng hai tay qua nách của bà thư dìu má chồng tập đi mẹ bước một hai bước thôi bước ngắn không cần gấp thà ân cần không chỉ lo tập đi cho má hai thà ngày hai lần ngồi bóp chân cho bà thư mục đích là để máu huyết lưu thông, dễ bị vận động. Vài tháng sau, bà Thư chập chững được vài bước, rồi bà từ từ giữa tường bước đi, sau đó chống gậy tự bước được vài bước. Nay má đi được 30 bước lận, má giỏi quá Hai thà cười nói, cảm thán thành quả sau mấy tháng kiên trì. Bà Thư ngồi nghỉ mệt trên ghế, cầm nón lá quạt quạt, rồi tự dưng buộc miệng. Má... Má xin lỗi con. Thà ơi. Nghe bà Thư nói xong Hai thả chết lặng một lúc Rồi hỏi lại Tự nhiên má xin lỗi con Xưa vợ Má đối xử tệ bạc với con Mà con không để bụng Lại hết lòng chăm sóc má Khi má ốm đau Má vừa thấy xấu hổ Và thấy có lỗi với con Con đừng giận má Má sai rồi Má là người má chồng ác độc Lòng của bà Thư từ lâu Đã cảm thấy bản thân mình đối xử quá đáng với hai thà nhưng nội tâm bà vẫn kiên trì không thừa nhận. Nhưng cuối cùng, lòng tốt, sự độ lượng và lương thiện của Thà đã khiến bức tường phòng ngự trong bà Thư sụp đổ. Bà phải thừa nhận bản thân mình có lỗi. Má, má đừng nói vậy. Má con mình á làm gì có chuyện giận nhau, thường nhau còn không hết. Con không nghĩ gì đâu. Má giờ tịnh dưỡng cho khỏe, để đi lại bình thường như trước là con vui rồi. Kể từ ngày bà Thư đi được vài chục bước, tinh thần của bà tốt hơn. Tiếng xin lỗi của bà Thư cũng làm cho hai thà cảm thấy an ủi. Từ một người hay chì chiết, bác bẻ và mỉa mai con dâu bằng những lời nói độc địa, bà Thư tỏ ra nồng ấm, vui vẻ và dễ dàng cười nói với thà hơn. Bà thăng sau, bà Thư đã đi lại gần như bình thường. Đây cũng là lúc con cái bà tụ họp về nhà. Bà múc hai tô cà ri ra để trước mặt hai cô con dâu. Con thà, ăn nhiều vô. Sao lần nào ăn cơm cũng lụa cơm trắng hông vậy? Ăn vậy lấy sức đâu mà làm? Dạ má, để đó con múc liền. Thà đáp, con Phương nữa, múc cà ri ăn đi con. Tụi bay ráng ăn vô, cho đứa nào cũng ôm nhơm ôm nhách, má không có ưng đâu. Dạ con biết rồi, Phương đáp. Bà Thư cũng xoay sang nói với thằng Tí. Con không ăn thịt heo á, thì ăn thịt gà nè, bà chừa cho con cái đùi to ơi là to. Thấy Tí cười tích mắt, Dạ, con cảm ơn bà nội. Rồi thằng Tí hỏi. Bà có chừa cho thằng Rô cái đùi nào không bà? Bà thưa đùa. Không, Rô lị quá, bà không cho đùi. Tí đáp. Vậy con sẽ nhường cho em, chứ nó cũng thèm đùi gà. Bà Thư thốt lên. Mày giống thằng cha mày quá con ạ. À. Cái gì á cũng hy sinh cho em. Bé Úc thấy mẹ thay đổi thái độ với chị hai. Và thằng Tí thì lên giọng Má thương dâu với cháu nội quá ha Mà mai mốt á Nhà này không chỉ có cháu nội đâu nghe Hai thằng nghe xong quay qua hỏi Ủa bé Út đừng nói là em có rồi nha Út gật đầu Hai tháng rồi đó mở hai Bà Thư quay sang nói Cháu nội cháu ngoại gì á Tao cũng thương như nhau Dâu rể gì á cũng là con trong nhà Không có phân biệt gì hết Cả nhà phát lên cười Xua tan màn đêm lạnh lẽo đang buông xuống Gia đình ông Quỳnh chưa bao giờ vui như hôm nay Mọi thứ như giấc mơ vậy Người ta nói qua cơn bị cực Đúng là đến hồi thái lai Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Dâu giàu dâu nghèo của tác giả Bá Vinh thưa quý vị câu chuyện của tác giả bá vinh đã vẽ ra cho chúng ta một gia đình miền tây điển hình câu chuyện có phần nhẹ nhàng và mang lại nhiều thông điệp trong câu chuyện không có một nhân vật nào thực sự xấu theo lẽ thường cô con dâu nhà giàu sẽ kêu căng và từ bỏ mẹ chồng khi có chuyện tuy nhiên nhân vật vương trong truyện lại rất hiểu chuyện và có hiếu hai thà chịu đối xử bất công từ mẹ chồng nhưng bằng sự lương thiện và tấm lòng cao cả đã cảm hóa được má chồng Câu chuyện này tuy chỉ là hình ảnh ẩn dụ, mang tính bi kịch hóa của tác giả, nhưng chắc chắn xuất hiện không ít ngoài đời thật. Triết lý cốt lõi của câu chuyện là các bậc cha mẹ phải trang hòa tình cảm giữa các con. Ngược lại, dù trong hoàn cảnh ra sao, các con cũng không được từ bỏ cha mẹ. Hạnh phúc là còn có cha mẹ. Về già điều cha mẹ mong mỏi nhất là nhìn thấy con cháu về đầy huề, yêu thương lẫn nhau. Và quý thính giả thân mến, buổi trọc truyện của Trinh hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video. Nếu quý vị yêu thích kênh của Trinh, quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.